khi nó bị màu lâu lắm rồi mới đi về đi qua cái cầu khỉ. Giờ mọi người mới vừa ghi hình xong, giờ tôi vừa đi qua để ăn cơm trưa. Cảnh này đẹp lắm mà con cô bác thích ghê. Quán cà phê nhưng mà nó chưa có hoàn chỉnh hết sao. Mấy anh em ăn cơm chưa tối luôn á. Mẹ uống mà cứ gì hoài. Đấy, chưa coi được cái số à. Cái gì vậy? Đến đúng số rồi. Đúng số luôn. Một lúc uống nước hả? Một lúc mà. 4, 0, 6, 5, 6, 1, 8 lúc. Lùm chi, đi nước cạnh không? Trời ơi, sao em lụm dưới đất lên vậy? Đó, anh ơi. Bé bán vé số. Ủa, sáng giờ em chưa quay luôn á. Mọi người sao sung sướng quá, em ăn nằm về đây em dậy em ăn cơm mì xong rồi em ngủ. Ngủ xong rồi vậy có cơm ăn là ngon rồi. Đôi nữa. Lát anh ăn cơm xong anh quay cho em một clip YouTube. Anh hứa nha. Ok. Anh cũng vừa là một người anh rất là cao cả trong này làm phim mọi người ơi. Bây giờ giỡn em. Kênh Nhật Thảo Official. Đi Nhật Thảo Official. Trực thuộc network Điền Quân. Hả? Không phải network chứ network. Hello, network. Thành viên network bộ đồ. Nhận cơm đây. Cơm đây. Cơm cá. Tôi vừa thì thích con cá. Cái này nó nóng hay là nó mới nấu nóng hay là do ngoài nắng vậy? Mới nấu nóng. Mới vừa cơm mới vừa giờ tới luôn á. Chuyện gì chị? Để em lấy cho anh Nam cho. Để em lấy cho anh Nam, anh chửi quá trời, để em lấy cho. Để em lấy cho lỗi. Để lấy cho anh Nam. Bà con cô bác biết sao không? Bữa hai anh em ngồi chơi, nói chuyện vui. À, anh Nam mới nói là anh móc cái điện thoại của bắp của anh ra, anh nói là bây giờ đi đóng phim á, ngày đóng có mấy phân đoạn à, không đủ tiền ăn. Từ cái điện thoại mà smartphone nó bán cuối còn điện thoại cầu bắp. Đó là quay vui xong Phương vừa đăng lên. Phương vừa mới để cái tiêu đề là anh Thanh Nam đi đóng phim bán cái điện thoại để kiếm tiền ăn cơm, tiền đổ xăng xong báo chí. Để em đem vô cho đây Nam là, cho. Đây là quản lý của Tí Nam nè. Xong cái chị ăn gì? Ăn xương chuồng lỗi hả? Rồi chuồng lỗi xong rồi báo chí vô viết. Xong rồi anh Nam được hỏi thăm. Bà con cô bác hỏi thăm bây giờ mày khổ lắm ha Nam, mày đóng phim đi về quê đi. Mày làm chứ mà cực khổ quá vậy. Sáng anh vỗ cho Phương vừa một trận. Rồi nói lại mấy ba thấy viết gì cũng hỏi giùm Phương vừa cái. Khổ lắm. Rồi mấy anh chị không chịu hỏi Phương vừa. Có nhiều khi ghi cái vui á, mình ghi vui cái hậu trường. Thôi lấy cho anh hai bịch đi. Tôi nói rõ lại là giùm hậu trường, giùm cái nhà Phương. Sao mà một mình ăn ăn nhiều phần quá vậy? Mang cho anh Nam. Giờ vô quay cái anh chửi anh nữa nè. Giờ không sợ không thương lắm rồi. Đây là mấy anh em người phim. Cơm xong rồi, bánh xong rồi hả? Dạ. Cơm đi xong. Dạ. Tao mày đi quê con nào qua đó được. Anh chơi không? Chơi. Anh đừng có quăng bom em là được. Không mọi người ơi, tôi không có tin ông anh tôi đâu. Mặc dù là chùng quê, có thể nói là đẹp trai giống nhau, cũng có thể nói là tướng tá ok giống nhau. Nhưng mà cái vấn đề là tôi không có bỏ bom. Còn ổng thì bỏ bom quá trời luôn. Bây giờ ổng mới gửi tôi bơi qua con kinh này nè. Mọi người nhớ nha, một lát phải có cảnh bơi nha. Không có cảnh bơi thì mọi người nhưng mà điệp cao cái clip này cho tôi. Anh Nam là ăn nguyên thao luôn nha bà con quá. Anh Nam hỏi ăn nguyên thao ăn cơm. Ủa, sao tao muốn nuốt ăn cơm hả? Thôi ra đây ngồi ăn nha. Đứng ra đây ha chị. Ngoại đây đó. Cái này cái gì thì cũng quán rồi, cứ mình lấy. Nè đem cho anh ăn nè, rồi em đi ăn. Xin lỗi anh, em đâu có ý đâu. Đâu mà nắng. Nè nè, không ngồi ơi. Mình nước không à. Anh lại đây nè, nước không à. Ăn là ẩm. Đúng khi cực khổ lắm mà con cô bác. Ăn được 2 triệu rồi đó, 2 combo rồi đó. Phân tích số liệu ăn luôn. Phân tích đâu từng cái clip ăn luôn. Nào được ok không? Ăn gì kỳ vậy anh Nam? Giờ mấy hộp. Cái này mà ông bảo quê giống như là ăn giống như là heo. Anh nói nha, nó chỉ mình nó heo vậy, không có nói nha. Anh Nam dễ nuôi không bà con cô bác? Dễ nuôi không? Là mình dễ nhưng dạ. Cái muỗng này.
mà cũng nhờ vậy báo chí giết anh Nam khổ quá, giờ mấy cái mấy đứa em trong đoàn phim nè tính mượn tiền mà nó cũng ngại. Sao lưng có quyền được quá nè, tôi không lấy ra tiền. Nó hết giang mượn tiền Nam rồi. Giang Giang hãy ăn giùm tôi đây. Sợ nó giận tôi vừa. Cho mấy người biết chứ là nhiều khi mình quay hội trường vui cũng nói gì, nhiều khi anh là nghệ sĩ anh nhân vật rất là cũng có tiếng, nhiều người biết tới, nhiều khi giật tích bậy bạ rồi. Ủa cái thao đó ai ăn vậy anh Cương? Thao cơm nó quay vậy? Nghĩ con ai? Trời đất ơi! Nghĩ con ai? Có khi nào ta ăn nguyên thao vậy đâu? Trời đất ơi, mọi người nhìn thấy không? Đây đây, ông tía tôi ăn. Không thể đỡ nổi. Trời đất ơi là trời. Sống qua ngày. Nó bậy nó khổ luôn. Nó bậy nó bậy. Anh ăn kiểu này là đúng rồi, bài báo không đang đúng rồi đó. Nó sai giống ngàn hết trơn. Không, lâu lâu ví dụ bây giờ tại mình làm phim mình phải quay hậu trường đồ để mình truyền thông đồ để mình giới thiệu phim để bà con cô bác đồ biết để đón xem cái phim của mình. Anh có hộp cá mồi hả? Con nghe nói anh Cương được học cái hộp gì phải không? Có con không chứ? Có luôn. Ồ, ngon lành. Nghe ăn uống là mình phải ban vô liền mới có phần chứ. Không ban vô là mất phần. Đâu lúc nào cũng mang đồ thôi. Hợp lệ luôn á. Đây, hộp cá hồi, ba cô gái. Ở đây có bốn chàng trai. Đi làm sao? Chị làm sao mọi người? Hôm nay chị làm ăn rồi, mày nói vậy là anh lại ăn nữa rồi. Mày thiệt tình mày nói cho đó ra anh ăn nữa rồi. Ngon quá hả? Cơm là phải làm ăn cơm phải đem theo vậy luôn hả? Cái đó đủ cơm, đợi đoạn đủ cơm hả? Thiếu đây cái cảnh đẹp không có một con luôn. Đây chính Lê là quay phim trong đoàn nha mọi người. Nó ăn cơm nè, nó ăn cơm nè, hay ăn đồ đủ cơm nè. Rồi, vừa ăn cơm luôn. Ba con gái tính hết rồi. Tôi mới làm sàm nè. Mọi người được đổi vị. Mọi người được đổi vị chứ tôi là không có đổi vị luôn. Nói chết luôn rồi, cái gì không ta coi. Hiểu lâu rồi, bây giờ là bên nuôi công nghiệp là mình không còn thấy cái máng nhỏ cái gì. Cái máng á. Bên ta nuôi công nghiệp được cái anh biết cái máng không? Máng ta đóng dưới người nước tao hay không phải. Thấy tự nhiên thấy nào ăn thấy nhớ nữa mẹ mày. Đây xin mời bà con cô bác nha. Dạ, bà cô gái hết lắm luôn á. Bà cô gái còn về nhà mắt có bạn bà cô gái ngồi dạ. Em không biết đoạn đường ha, chứ em nhìn thấy bạn bà cô gái là biết gì chứ nè. Mày nghĩ ăn cơm đi đứng quậy hoài vậy? Mập. Nó quay là nó vui à. Nhờ niềm vui nó vậy. Chỉ cần quay thôi không có ăn cơm. Các bạn là tắm xong rồi nha. Là biển động trời cao quá. Xung quanh toàn là nước the luôn á. Hôm nay là Cương vừa quay ở đây quán hả chị? Quán có hả? Vũ quá. Để em kiếm ra. Nó ngồi đi mấy giờ mai. Mày lấy gì hả? Nó ngồi đi. Nãy giờ người ta nói vậy là biết, mình phải biết. Em mới vừa nghe thôi. Em ngồi mới vừa nghe. Mà. Cúng cho một hộp cá mồi. Ngồi mà ăn không à? Biết giờ cũng trẻ không biết hiểu làm sao. Đúng thiệt, chú mà tôi trẻ làm sao kỳ quá, em nhìn chậm hơn má luôn. Má vừa biết má lấy cho nước tương rồi, em chưa thấy gì luôn á. Ăn với chú rồi ngồi ăn với rồi. Mốt nó lấy nước tương cho lên em vô ăn. Trời ơi, quảng cáo kìa. Ngày thường vừa đóng ở đây, ngày mai đóng ở bên đảo Kim Cương, cái gì vậy chứ Kim Cương vậy. Cũng không có chi luôn. Cảnh phân cảnh mà lúc ông nào người phim nhỏ nó đóng là đúng rồi, đóng luôn đi đóng phim rồi làm xem rồi chỉ sao hả cái gì cái cảnh hơn màu nhỏ đúng rồi ăn ăn không dụng phía hỏi ăn cá hộp không cá mồi không ăn cá mồi không ăn cá mồi không bé tay lít bo
đó mẹ ăn mấy cúp ăn cúp mồi hả? Để em bỏ để ngồi dưới mẹ ăn thêm hộp nữa cũng được mà. Kìa, kìa, kìa. Tụi con ăn đi. Đây nè. Tụi con ăn tí thôi. Rồi, tính đòi nãy bà nói không rồi bà suy nghĩ lại. Bà suy nghĩ lại, bà suy nghĩ lại. Bà nói chồng ăn chứ, chồng con không ăn. Chồng con ăn. Ê, đến nè. Đi qua xa nên phải thủ không? Nam anh không có thời gian anh làm YouTube chứ bà anh làm YouTube là bà con cô bác theo dõi nhiều lắm, xem nhiều lắm. Tại vì mấy đứa giờ mấy đứa xuống đoàn phim hay quay anh Nam nói chuyện anh Nam, bà con cô bác xem rất là nhiều. Ảnh hiện xuất hiện là con bé có cần cho con bé luôn. Cơm gì xuống nhà ơi. Rồi em ăn trước rồi. Ăn mấy nữa đi, ngon lắm nè. Hồi nhỏ là ba bốn đứa ngồi đứng cái muỗng ha xúc rõ là ăn cơm không có đồ ăn á. Rồi rõ rõ cho em có rõ đậu cổ là nó không Nam là nó nhiều kiến thức năm bộ nhiều lắm rõ đậu cổ nhà nó dòng lắm đó chứ một cái tạ 2 tỷ thôi em. Đúng rồi con có loại mà kéo két két mấy ông nào khó tính á. Dạ. Cho nên con không có đồ ăn cái cầm như đũa bỏ hả mặt cầm dầm á đứng không đứng không đứng rồi đây quăng ra đi không ăn cho câu trứng ở đây còn chậm á không phải chậm á ăn nãy giờ cũng nhìn thèm. Xíu ăn cá bỏ xíu. Không ăn thịt xíu. Dạ. Có mồi nè. Có mấy rồi. À, nguyên hộp nếu quên nhé. Ăn nguyên thân luôn. Đi. Đâu có thao. Thao rồi anh vậy. Mấy chục năm mình tao mới ăn mà nó thao người ngon chung là rộng rãi không rộng rãi đổ mái không có đổ không được đổ con đổ là bị tội sợ nhất ăn cơm đổ mà con bé đổ nó tội lắm ta làm hạt cơm cực lắm hạt cơm hạt muối hồi đó ông bà mình á thay vì mà dạy mình ăn cơm đừng có đổ tại vì cơm nó gạo làm cực lắm ông bà không biết dạy sao ông bà nói ăn cơm ông đổ là mình xuống diêm vương cắt lưỡi lụm rồi đổ hộp cơm rồi lụm ăn rồi sợ giá không ha nhiều cái họ họ mới lý giải dạ con nói vậy đó như răng đe họ ăn cơm đổ lụm rồi tội chết đó nha rồi bắt đầu lụm lên là bữa giờ tao nghe lời ba má tao dạy đó không đổ sợ tội lắm à hồi xưa rồi giờ là không đổ cơm nhưng mà đổ người có đúng không chứ đổ người có nhưng mà đổ cơm nữa đúng không. Tại vì ai mà ai cũng sợ bị này bị kia hoặc là sợ tội sợ bị lớn lên sợ bị vô duyên rồi ví dụ vậy ví dụ ăn cá lóc có cái trứng mà ăn trước đó, là cái sợ bị nó mụn ông bà già nó mụn má bị vô duyên mấy cái đó là mấy phần ngon nhất sẽ để cho mấy ông bà ăn tính ra vậy ông bà cũng giáo ăn lâu ăn lắm lâu ăn mà ông ấy giải thích là để cho tao ăn nhưng mà ông bà giải thích vậy còn giữa trái cây cũng vậy đó cái trái cây mình mới ra trái đầu tiên là phải để mấy ông bà bẻ mới ăn còn mấy ông bà nó mình bẻ ăn là cây nó không ra trái nữa nếu mình ăn nó rồi là cái nó rung tay còn ngon thấy mẹ đó mà thôi chuyện cho nên bệnh ăn con cô cam nha cô ông bà mình kêu nói cho kêu kia có hay quá ăn lắm kinh nghiệm lắm thôi vì người ta không cần giải thích nó làm anh có đồng tiền á đổ mồ hôi sốt mắt à, thiệt mày đổ mồ hôi rồi nó chảy vô mắt sốt mắt không sốt mắt không đổ mồ hôi sốt mắt thì để tính tiền nha con hả để tính tiền nha để tính tiền nha rồi tiền đổ vô mắt tiền tiền luôn nha tiền 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 này cô ca rồi nghe bị sai đổ mồ hôi sốt mắt
Anh mời mình kéo xuống. Mình đi theo mấy anh lớn lớn mình sẽ học được nhiều. Học qua anh chỉ dạy gì kia. Mình có thể ngồi đây ăn một cái chuyện mà á. Nhưng mà mày lên YouTube á, em ta nói ủa ông Thanh Nam bụng chưa thẩn hơn vừa đây mà còn lại đây mình nói chuyện cũng quay còn chưa thẩn hơn vừa ăn lẹ đi chứ bác tao đá không phải dằn xuống trong thôi hỏi đồng bậy mà đá dẫn cho mình. Cái này là hình ở đâu trường anh em quay nói chuyện vui trong này dân xuống dưới đã nó còn mát trong tranh đó à. Không thì không gì vừa cha gì bên này sao đập ra bây giờ cái sông này ở Sài Gòn này cũng ít có lắm mà nó trong khe nè không nước trong khe nó không bị mình chắc không xài được mình tới ra nước này mà đem lên lọc cái ok nước Sài Gòn mình đang xài giờ ăn không mấy mình xuống dưới tắm cho nè tiền ông giống như hồi nhỏ nên mình tắm mình chia phe ra chọi lộn trời ơi cũng vui em tới đứng mà la la ơi chạy đẩy một xình vô miệng quá vậy chửi á chọi nó xong rồi nó đẩy một xình vô miệng quá vậy không luôn nó chọi xong nó chuyện tới giờ đi học kêu đi lên đi học lên đầu cổ chuồng chuyện trình con mai cũng mắc kẹt ngọc chưa ngủ nó chọi đó không mắc luôn chứ lúc chị lên ông gặp đi học giờ mình mà đóng phim mình giờ muốn xây dựng là mấy hình ảnh đó cũng cực lắm á ba bốn lần đâu có cái cảnh đó đâu nó không còn nữa nó không nít nó cũng không biết nữa nó không biết hai đứa hai tẩy nè giờ nó đâu nó thấy đó nó sợ bụng nó sợ giờ là ghi của chú không Lê Minh Thành sao không được cái đó không được sao tao nhớ mặt mày tao nhớ dò mặt chứ không nhớ tên đó không thấy tóc nữa để nhớ mặt nó ra thấy tóc nữa tôi chịu là như lính đội nó cắt rồi đó cái đó là em chơi ngủ em chỉ chọi thôi à dạ đội lắm bóng mẹ không giống như là hành tinh quá giống như là đội nó sắt hay lính dữ lắm chưa ra trời lộn bắt đầu biết sống hơn rồi đó bắt đầu thấy biết sống hơn ở đầu thấy biết sống hơn rồi đó nhiều tắm mỗi lần chinh thuốc con này kia bị sỉ vả quá trời ơi nó có mời mình chinh thuốc không lên luôn biết kêu anh trên bờ cơ tắm nước lớn tới nước rồng leo cây nhảy xuống đun đun rồi chưa gặp mấy này leo nhảy đã luôn rồi không lại đi qua YouTube làm được cái này mà không biết có ai đồ của em mà em để đây mà anh có ở đây anh mới qua YouTube anh lịm bây giờ ăn thấy lịm ngay cái này cá màu nữa năm dây giọng ngoài giọng phải có ly cà sữa phải có cái gì đó rồi không biết có ai nãy đang quay YouTube con Hạ nó ngủ nè tôi quay thôi tôi lượm được cái này đoàn nãy giờ ai không quay YouTube hãy đi ra quay lượm được cái này ai không có cơn của mình ăn có rồi cái này nó thơm hơn cái đó cái này chết ơi sao chia mà không bị ảnh hưởng mà con nói chuyện cái mọi người ngày nào không có Phương Dừa không quay thì mọi người không quay cái bữa nào có Phương Dừa xuống Phương Dừa quay vui vui á thế mấy bạn hay quay bo không có em bo không có thôi cuộc sống là mình đi đây đó mình có biết nhiều thứ mình làm được nhiều việc mình quay giới thiệu bà con cô xem cứ gặp phải nhất là những cái vô cái nghiệp này luôn nó dính phim ảnh rồi nè hồi nhỏ mình cũng có biết thì ma hay lẫm mà một bộ phim như thế nào đâu mấy người hôm nay họ sẽ làm như thế nào cơm nước no rồi nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình đi tìm ai là chủ nhân của cái này nha mọi người ơi hồi nãy trong lớp tôi quay YouTube á tôi có vô tình lượm được cái này nè có ai nhận diện ra cái này không mọi người ơi có ai nhìn thấy cái này quen quen không và không ai thấy quen luôn là của tôi nha mọi người ơi có thấy quen không có nhìn thấy cái này quen quen không có ai quen cứ vừa dẹp đi dạ. Ê mọi người ơi tôi lượm được nhưng mà bây giờ trong đoàn không ai quen hết trơn cái nước tương này là của chủ nhà nè không cá mòi thì của tao có công rồi có của á người có công có của nên sao vậy ngồi cùng bàn mới bày uống nước rồi nó trời ơi có nhiều chuyện với việc ta là mày thiệt hả Quân chơi gì nó mới bền lại nó bền nó vô rỗng luôn mà chơi chủ nhà đi
không được. Giờ sao ta? Chào giờ bây giờ nó bây giờ nè đây đây. Anh bây giờ là anh mở là bây giờ có hai người, có hai người đang. Cái này là của anh á. Cảm ơn các bạn. Ai muốn gì? Anh ơi, anh có hai đúng không của em? Nào giờ mở lên có tên. Mở lên có tên. Bây giờ có thêm một người nhận nữa nè, đây một thứ. Anh có hai của em. Thấy không? Cái này là 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 Cái này nước dừa không? 10.000 trái nè. 10.000 trái nè. Nước dừa này đó. 10.000 trái. Giờ mới làm được cái bóp của ai? Cái bóp của ai? Mới làm luôn. Cảm ơn bà con cô bác nha, để tôi vừa xong cái đống chén này các anh vừa đi quay giùm mấy đứa em kênh của mấy đứa. Mấy đứa hứa thì cho nó vài clip để tại vì mấy bé cũng dễ thương lắm. Rất là dễ thương. Rất là quý như dừa. Nhưng mà tại mấy bạn cũng tại vì mấy bạn chưa có biết cách để làm á, nhiều khi cái mấy bạn nghĩ cái gì nó cũng cao siêu á, nhưng mà thực ra bà con cô bác mình á coi những cái gì nó đơn giản. Thì giúp cho mấy bạn rồi mai mốt như nhiều ví dụ mình đóng phim hay gì đó thì mấy bạn sẽ đi đóng với mình. Tại tao gửi giùm tiếng Nam. Mày là đó, thấy không, cũng là những người con của Bến Tre, những là những đứa con Bến Tre. Một thằng ăn xong thì rửa chén, một thằng ngồi sau ăn xong nó ngồi nó uống nước cà phê đó, thấy không? Bởi tuổi trẻ bây giờ nó chưa làm gì được gì mà nó đã ngồi nó hưởng thụ, thấy không? Ừ, đúng rồi. Mình phải dạy nó, mới kèm cặp nó, không quan tâm luôn, nói gì nó không quan tâm luôn, kệ nó luôn. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác nha. Cái này không biết xả đâu. Xả bậy bạ nữa. Dưới sông nữa. Rồi màu quá. Chào tạm biệt bà con cô bác nha, hẹn gặp lại bà con cô bác trong một video sau này rớt rồi luôn, hẹn gặp lại.